giới thiệu các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên màn, các bạn nhìn này, đây con K này. Đấy. Q này. G này, 10 này, 10 là cái hình dấu cộng này. 9 này, móc chìa khóa này. 7 này. 8 7 này, 6 này. 5 này. 4 này, 3 này. 2 này, áp này. Với cái sản phẩm này các bạn có thể nhìn thấy cả chất bài nhá. Đây là con K ca cơ. Đây các bạn nhìn cái dấu chấm bên chưa? Chấm bên phải là con ca cơ. Chấm bên trái thì là con rô, còn chấm gạch ngang ở trên là con chuồn, con tép ấy. Ui, đấy, 10 này. Nhìn rõ nét chưa? Các bạn chơi bài mà như chơi bài ngửa như này thì rất là ok luôn. Đây là mình đeo quay kính thử camera nhá, còn nếu bạn đeo mắt kính áp tròng thật nó gõ gấp 10 lần luôn. Đây con ca này, con ca chuồn này, ca tép này. Đấy. Quy này. Mình cho các bạn xem con rô nha, đây con rô đây, rô là đánh dấu bên này này, con 10 rô này. Các bạn lưu ý cho mình là con 9 và con 10 là con 9 thì dấu cộng, con 10 là cái móc con 9 thì là cái móc chìa khóa, con 10 dấu cộng như này nhá, đây, con 10 này, con 9 này. Đấy, tại sao phải làm như vậy để nó phân biệt con 6, đôi khi nó mới lộn. Đấy, con 6 là rõ ràng con 6 này. Đấy thì bỏ ra, bỏ kính thử ra thì nó như bình thường này. Đấy. Thì hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Trước mặt các bạn cái hộp đỏ đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Đây mình sẽ cho bạn xem này, cái cấu tạo của kính nhá. Đây. Bên trong cái hộp kính Mỹ 9D này nó sẽ bao gồm một cái lọ đựng mắt len này, một cây đeo. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem luôn này. Đây là cái kính Mỹ 9D trên bài. Khi các bạn chơi đó, là các bạn đeo cái kính áp tròng vào mắt là các bạn nhìn thấy bài bên nhà mình, thì các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Cái này rất là dễ đeo. Cái ưu điểm của kính áp tròng 9D nhìn xuyên bài là êm này, không đau mắt, không cộn mắt. Đấy, và rất là bền luôn. Các bạn có thời gian sử dụng vài năm luôn vẫn ok. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đấy. Khi lấy ra, bạn đặt trên cái cây đeo như này, các bạn áp vào mắt, đấy là bạn nhìn thấy bài như vừa rồi luôn. Đấy, cái này rất là êm, ưu điểm của nó là đeo êm mắt, không đau mắt, không còn mắt, và thời gian sử dụng được dài. Đấy thì cửa hàng mình có hai trụ sở chính, đấy, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để mà các bạn thử test về cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì ngoài cái kính Mỹ 9D thì bây giờ mình còn phân phối những kính nhôm hổng gỗ của Nhật như này. Đấy. Đấy. Và kính Mỹ hộp gỗ. Đây là cái sản phẩm này nó rẻ hơn nhưng đeo vẫn ok. Đấy, đeo cũng rất là hiệu quả luôn. Thì về cái mẫu bài ấy, thì có rất nhiều các bạn hỏi là bài nhìn ngoài chợ cái kính này có nhìn thấy không? Mình nói luôn là không nhìn thấy nhá. Bài là phải bên nhà mình cung cấp. Nhưng bài bên nhà mình cung cấp đã được xử lý qua công nghệ thì chỉ bài nhà mình cung cấp thì mới nhìn được thôi. Thế bài có rất nhiều mẫu, chẳng hạn như cái mẫu phổ thông này ở đâu đánh là đó là 2K2001, hay đọc đúng của nó là DBK2001 này. Đấy, các nhìn thấy chữ 2001 này. Và bài N2019 này, rồng đỏ này, rồng vàng này. Đấy, bài kim cương. Các anh em ở nước ngoài bên mình còn có những cái bạn mẫu bài nhựa. Bài nhựa như này. Hay bài radio như này. Và ở khu vực miền Tây thì có những cái mẫu bài đây bài đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Hay bài sải quạt. Thì các bạn cứ qua trực tiếp hai trụ sở ở Sài Gòn, Hà Nội nhá để các bạn test luôn. Còn không thì qua thì mình sẽ gửi đường ở bưu điện. Đừng xe nào các bạn nhá. Ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái máy đánh bài mã vạch. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đây được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy.
rất là đẹp luôn. Và một con máy bài này CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc có chơi ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã và báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo này. Đấy. Môn bài liêng máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1 2. Đây 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá này ở trong miền Nam chưa chia là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, đây bài 1, 2, 3, mấy báo ạ, 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5, đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp
Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK680. Đây. Đây là con máy bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba mày vào ba bốn người chơi đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này, khi có người ra vào các bạn bấm cái luồng lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây, đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà tầm trung, mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này.